Tư duy kiếm tiền của người Do Thái lợi hại đến nhường nào và cả thế giới thán phục. Đây là một câu chuyện về liên quan đến người Do Thái. Một người đàn ông từng ước với Chúa rằng hy vọng anh ta sẽ trúng số và trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng điều ước của anh ta đã không bao giờ thành hiện thực. Một hôm, anh ta cảm thấy rất tức giận. Anh ta bắt đầu đổ lỗi cho Chúa. Chúa bèn nói với anh ta, nếu con muốn ta thực hiện ước nguyện của con, trước hết con phải mua một tờ vé số. Đôi khi, rõ ràng bạn có một ý tưởng hay, nhưng nếu bạn không bắt tay vào hành động, thì dù Chúa có sẵn lòng giúp đỡ bạn đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể thành công. Tư duy làm giàu của người Do Thái ghê gớm đến nhường nào? 4 bài học khôn ngoan sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm, nâng cấp cơ hội, giàu có trong tầm tay. Cơ hội không bao giờ chờ đợi một ai. Khi nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào, hãy thực hiện chúng ngay lập tức. Có như thế, bạn mới có thể thành công. Tối đa hóa lợi ích của đồng tiền. Nhiều người có thói quen gửi tiền trong ngân hàng. Tuy nhiên, người Do Thái lại làm điều ngược lại. Họ cho rằng gửi tiết kiệm là một việc không thực tế. Đối với họ, kiếm tiền và quản lý tiền là hai chuyện không thể tách rời. Nếu bạn chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách phát huy tối đa giá trị của đồng tiền, thì tài sản của bạn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Người Do Thái không thích tiết kiệm tiền. Họ dám đầu tư và rất giỏi đầu tư. Thậm chí, họ còn có sở thích vay tiền ngân hàng. Ngay cả khi họ đã có của cải nhất định, họ cũng sẽ sử dụng tiền bạc của người khác để làm giàu thêm cho mình. Tư duy làm giàu của người Do Thái ghê gớm đến nhường nào? 4 bài học khôn ngoan sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm, nâng cấp cơ hội, giàu có trong tầm tay. Mặt khác, nhiều người có tiền trong tay mà không dám đầu tư, chỉ biết ôm khư khư đống tiền bên mình. Khi tỷ lệ lạm phát và giá cả tăng cao, nếu không có cách nào để lưu động tiền của, thì số tiền họ có trong tay là vô giá trị. Sự khôn ngoan của người Do Thái rất đáng để ta suy ngẫm và học hỏi. Muốn thẩm thấu được tinh hoa của tư duy Do Thái, chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về lý do tại sao họ có thể nỗ lực hết mình trong sự nghiệp và kiếm tiền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trí tuệ là chìa khóa dẫn đến thành công. Đối với người Do Thái, tài sản vô giá của con người chính là trí tuệ. Tiền bạc và của cải có thể mất đi, nhưng trí tuệ còn mãi. Họ quan niệm rằng, để mở ra con đường dẫn đến thành công, thứ chúng ta cần không chỉ là sự cần cù, chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện, mà còn là sự nổi trội của bộ não. Suy nghĩ tích cực, đúng đắn và khôn ngoan có thể dẫn chúng ta đến thành công một cách nhanh chóng hơn. Thực tế cho thấy, không có nhà tỷ phú nào trên thế giới không sở hữu một bộ não thông minh, tư duy vượt bậc. Bất kể bạn là ai, xuất thân từ đâu và sống trong môi trường thế nào, bạn đều có thể làm giàu thông qua việc không ngừng suy nghĩ. Chăm chỉ phải đi đôi với tư duy thì mọi việc mới hoạt động hiệu quả, năng suất được. Kiếm tiền bằng trí tuệ, bằng chính cái đầu của mình là con đường bền vững, hiệu quả và chắc chắn nhất. Đặc biệt trong thời đại xu hướng kinh tế ngày nay. Từng có một nhà tỷ phú nói thế này, suy nghĩ là công việc mang lại lợi nhuận cao nhất thế giới, nhưng rất ít người sẵn sàng đầu tư vào nó. Suy nghĩ ở đây không phải là suy nghĩ lệch lạc, vô hướng, mà là suy nghĩ có chủ đích, độc lập, có tính ứng dụng và có căn cứ rõ ràng. Đây cũng chính
là khởi nguồn cho mọi ý tưởng đột phá nổi bật. Người Do Thái, họ không ngần ngại khác biệt, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bởi nếu không có những điểm khác biệt ấy, họ đã không thể sở hữu một tư duy làm giàu, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi và học hỏi như ngày nay. Luôn không ngừng học hỏi và trau dồi. Yếu tố quan trọng mà người Do Thái luôn đặt lên trên đầu trong tư duy làm giàu đó chính là tinh thần không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống. Họ đọc rất nhiều sách và coi sách là những bộ óc vĩ đại của nhân loại. Họ học ở bất cứ đâu, trong bất kỳ thời gian và hoàn cảnh nào. Họ cho rằng trong cùng một khoảng thời gian, chúng ta cần dung nạp lượng kiến thức đó với tốc độ nhanh hơn người bình thường, thì tư duy chúng ta mới trở nên vượt trội so với nhân loại. Người Do Thái được biết đến là một trong những chủng tộc nỗ lực cao nhất trên thế giới này. Họ sùng bái công việc và sự chăm chỉ. Họ không chịu được cảm giác ngồi yên rảnh rỗi không làm gì. Họ yêu sự căng thẳng và chăm chỉ trong công việc. Họ không ngừng phát triển bản thân, dù là trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt, nặng nhọc nhất, mà không oán thán bất kỳ một lời nào. Họ quan niệm rằng, đấng tối cao luôn ban thưởng cho những người xứng đáng, biết cố gắng học hỏi, trau dồi và cần cù chăm chỉ làm việc. Duy trì một tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và công việc. Chúng ta cần luôn cố gắng hoàn thiện những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân thông qua kinh nghiệm của người đi trước. Làm chủ đồng tiền và cân đối chi tiêu. Người Do Thái biết cách làm chủ đồng tiền, cân đối chi tiêu và đầu tư đúng cách. Họ không cho rằng việc sống quá tiết kiệm, nhịn ăn nhịn uống, kham khổ có thể trở nên giàu có. Họ sử dụng đồng tiền vào đúng nguồn lực cần phân bổ, đặc biệt là trong y tế, giáo dục và đầu tư. Chỉ khi tiêu tiền đúng lúc, đúng chỗ thì tiền mới sinh ra tiền và chúng ta mới trở nên giàu có. Họ cân đối chi tiêu sao cho mọi thứ đều được sử dụng một cách hợp lý, khoa học, đến từ những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt nhất như không bỏ phí đồ ăn thừa, mua những thứ chúng ta cần thay vì những thứ chúng ta muốn. Chạy đua với những vật chất xa xỉ, sang trọng. Người Do Thái đầu tư nhiều nhất vào sách, bất động sản, những dự án kinh tế, công nghệ và chứng khoán. Họ luôn không ngừng tạo thêm tiền qua việc đầu tư thông minh vào những lĩnh vực đó, bởi đây là những ngành nghề mang lại lợi nhuận cao, góp phần giúp họ thành công. Họ đặc biệt quý trọng thời gian và biết cách tận dụng, quản lý thời gian hiệu quả. Châm ngôn kinh doanh của người Do Thái đó là giao dịch trong khoảng thời gian hai đoàn tàu ngược chiều giao nhau. Lấy tiền bạc mua thời gian, dùng trí tuệ trao đổi hiệu suất. Mở rộng mạng lưới quan hệ. Ông cha ta sinh thời có câu: ở với hồ sẽ được học cách săn mồi, ở với ếch thì chỉ nhìn đời qua đáy giếng. Thật vậy, những người xung quanh ta ảnh hưởng ít nhiều đến tư tưởng, suy nghĩ và thói quen hàng ngày của ta. Người Do Thái luôn chắt lọc và duy trì mối quan hệ xã hội một cách khoa học, hợp lý, sao cho có ích và tác động tích cực đến công việc, cuộc sống của họ. Đặc biệt, họ coi trọng việc mở rộng mạng lưới mối quan hệ. Chìa khóa dẫn đến thành công còn đến từ những mối quan hệ tốt trong kinh doanh. Họ luôn duy trì những người bạn chân thành.
những đối tác tin cậy bên mình để học hỏi, đem lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và lợi nhuận trong tương lai. Chúng ta chính là trung bình cộng của 5 người mà chúng ta dành thời gian nhiều nhất. Những người có tư duy tích cực, vượt bậc là những tấm gương sáng để chúng ta noi theo, học hỏi và khiến chúng ta ngày một hoàn thiện, phát triển. Ngoài ra, người Do Thái còn sở hữu một tinh thần độc lập, tính kỷ luật và khả năng lãnh đạo, thích nghi với mọi biến đổi của hoàn cảnh. Tất cả khiến họ có tố chất của một người dẫn đầu, một nhà kinh doanh với tư duy làm giàu vượt bậc, nổi trội hơn người. Đây cũng chính là gốc rễ căn bản của những nhà tỷ phú gốc Do Thái trên thế giới ngày nay. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn đọc đúc kết được những bài học kinh nghiệm, những bí quyết bổ ích để áp dụng vào thực tế.